Và tiếp theo xin mời bà con cô bác cùng gặp gỡ anh Thành Nhân ạ. Dạ xin mời anh. Dạ anh Thành Nhân cũng là một thí sinh của Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 1 đó bà con cô bác. Dạ. Xin chào MC của Ngôi Sao Miệt Vườn. Xin chào bà con của hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn ạ. Anh Thành Nhân là thí sinh của Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 1 ha anh? Đúng rồi, anh lúc là thí sinh đầu tiên á. Vậy là lúc đó anh thi tập mấy ha? Anh thi tập 13. Tập 13 là tập cuối luôn. Tập cuối của mùa 1. Vậy là anh nhớ lộn rồi, tập 11. Tập 11, dạ. Mà hôm nay em thấy anh đến đây anh mặc một bộ vest rất là đẹp nè. Và đặc biệt là có một chiếc khăn. Chiếc khăn này là tại vì cái phong cách của anh như vậy hay nó có ý nghĩa gì khác không anh? Có chiếc khăn hoàng cổ là do hôm nay anh sẽ gửi đến khán giả của Ngôi Sao Miệt Vườn một bài hát rất là hay và ý nghĩa, nói về một người con xa quê hương mà ở phía trời Tây lận. Cho nên ở bên đó tuyết rơi rất là nhiều, muốn trở về quê hương nhưng mà điều kiện khó khăn cho nên cứ trăn trở và đó là một cái ước mong muốn trở về quê hương để thăm quê á. Dạ. Cho ở nên... trời Tây thì đang lạnh đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, còn bên mình thì hơi bị nóng xíu. Dạ, xin bà con cô bác cho anh một tràng pháo tay thật lớn ạ. Dạ rồi, em xin mời anh ạ. Dạ, bài hát tiếp theo cho chương trình giao lưu tối đêm nay. Nhân xin gửi đến bà con một bài hát Nhớ Quê Hương của tác giả Lâm Hằng Thu. Có ai tha phương mới hiểu được lòng người xa xứ. Đêm từng đêm gấp nhặt dòng kỷ niệm đêm thời gian trôi mà chẳng nhớ quê nhà. Hai tiếng quê hương ôi tha thiết đậm đà, vậy mới biết được thế nào là nơi chung nhau cắt rung, mới hiểu được sự tuyệt vời quá. Mỗi là con đường làng mẹ dắt tay con, là tiếng âu ấm ru con vào giấc ngủ. Dạ em bị cảm hai tuần nay có gì chờ tôi.
thêm năm tháng. Ai ra đi để ai chờ ai đợi, quê hương ơi cho con gọi tên người. Sương trắng bên thềm sao vẫn rơi, cung đàn năm cũ đợi chờ. Xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và tiếp tục chương trình, xin mời bà con cô bác cùng đến với giọng hát của anh Phú Thuận ạ. Dạ xin mời anh. Xin chào em. Dạ xin chào anh ạ. Xin mời anh giới thiệu với bà con cô bác đi ạ. Anh đến từ phái đoàn Long An. Dạ. Vậy là chung với đoàn Long An. Những anh rất là vui luôn, nãy giờ cười rất là nhiều bên dưới bà con cô bác. Dạ. Vậy là em không cần phải hỏi anh đến đâu nữa. Vậy không biết là anh đang làm công việc gì ạ? Thì anh cũng buôn bán nhỏ thôi em. Dạ. Hồi nãy anh nghe nói là hình như là em buôn bán đá quý phải không? Dạ em bán. Cái nghề anh cũng giống giống như em vậy đó. Dạ. Sáng anh chạy Honda Loi, nhưng mà anh chở vợ anh cũng đi bán vàng dòng đá quý nhưng mà đồ giả. Bán ở chợ hả anh? Anh bán ở chợ. Dạ. Rồi lúc này bán được không anh? Cũng tạm tạm em. Dạ. Dạ. Vậy là các anh đến từ Long An là bình thường mình chắc là mình nguyên nhóm hay đi giao lưu văn nghệ ở khắp những nơi khác hả anh? Thì cũng hay hát nhưng mà anh thì thường hát ở phòng nhậu. Phòng nhậu chứ không phải phòng trà. Dạ. Rồi hôm nay đến đây anh sẽ gửi tặng bà con cô bác bài hát gì ạ? Hôm nay gửi bà con với nhạc phẩm được mang tên Giọt Lệ Sầu. Dạ xin bà con cô bác cổ vũ cho anh một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Dạ rồi em mời anh ạ. Bằng nước mắt có bao giờ tan vỡ đâu em. Lời thề nguyện muôn năm sau anh vẫn nhớ nụ cười này. Dạ xin cảm ơn anh Thuận rất là nhiều ạ. Và tiếp theo xin mời bà con cô bác cùng đến với giọng hát của chị Thanh ạ. Dạ chị Thanh Loan ạ. Xin mời chị. Dạ em chào chị. Chào em. Dạ. Chị Thanh Loan không biết là mình có đi chung với nhóm bên Long An không ạ? Chị cũng đang đi chung với nhóm Long An. Tại vì em nhìn lại biết liền à, cứ mỗi lần có một người trong nhóm Long An lên là mấy anh bên đó sẽ cười rần 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 rần. Cho nên là không cần giới thiệu luôn là em cũng biết rồi. Dạ, không biết là chị Thanh Loan bình thường ở ngoại trừ ca hát á, thì mình còn làm công việc gì nữa không ạ? Nói chung là thôi ở nhà nội trợ thôi. Dạ. Rồi thường xuyên cũng tụ tập là nhóm bạn bè rồi ca hát mỗi ngày. Dạ. Vậy thôi. Vậy chắc vui lắm chị ha? Đúng rồi, vui lắm. Dạ, nếu có dịp cho em tham gia chứ nha. Ok. Dạ rồi, không biết là hôm nay chị sẽ gửi tặng bà con cô bác ở hội quán ngôi sao miệt vườn bài hát gì ạ?
thì lần đầu tiên cũng đến với hội quán Miệt Vườn thì rất là vui và cũng rất là hãnh diện vì để đứng lên sân khấu rất là lạ của mình thôi. Hôm nay để tặng quý khán giả một bài hát Yêu Em Câu Hò Ví Dặm, sáng tác của Vũ Ngọc Quang. Dạ, một bài hát rất là hay ạ. Dạ, xin bà con cô bác cho chị một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Dạ, em xin nhường sân khấu cho chị ạ. Xuống cánh cao
dần mà thương cũng còn nhiều, dần đi dần mà thương lại càng thương, dần thì dần mà thương cũng thật nhiều, dần thì dần mà thương lại càng thương. Dạ cảm ơn chị Lân rất nhiều ạ. Nãy giờ chúng ta xem một người hát nhiều rồi đúng không bà con cô bác? Vậy thôi bây giờ chúng ta sẽ đến với một tiết mục song ca đi ạ. Dạ xin mời chị Kim Anh và anh Thành Nhân ạ. Hai anh chị lúc nãy đã hát rồi, bây giờ quay trở lại để hát song ca ạ. Chào anh chị. Chào em. Chào lại bà con ạ. Vậy là hai anh chị đi chung với nhau hả? Dạ. Dạ, lúc nãy mỗi người hát một bài cho nên tưởng là không có quen nhau. Dạ, rồi mời anh chị giới thiệu với bà con cô bác bài hát của mình luôn ạ. Hai anh em sẽ gửi đến bà con cô bác một bài hát Tân Cổ Giao Duyên, Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm, sáng tác của Giao Tiên, lời giọng cổ của Diễn Châu. Dạ xin bà con cô bác cho anh chị một tràng pháo tay ạ. Em nhường sân khấu cho anh chị ạ. Cảm quá, có gì bỏ qua giùm em nhé. Hai bán bao nhiêu một ký vậy cô Hai? Dạ 30.000 anh. 30.000? Dạ. Chợ Bình Chánh tao bán có 15.000. Cô bán gì mà 30.000? Em trong vườn mới hái ra ngon lắm anh. Thiệt không? Dạ. Vậy tôi sẽ mua hết gỗ chôm chôm cho cô Hai về sớm nha. Dạ em cảm ơn anh. Đến mệt xuôi khiến nên sắp đặt chuyện tình cờ, chẳng hẹn mà nên thơ. Khi xe anh vừa đổ bên, cô em cười tươi thắm. Mời anh mua chôm chôm. Nhìn bọt nước phù sa gần gần cháy xuôi dòng. Làm quen sợ vui đầu tiếng lời chẳng trót lời. Trận mưa nhiều lạnh lắm anh, nơi đường vắng xa xôi em phải về sớm nhỏ.
con nhạc nhỏ trên xóm dân. Mười ngón tay như tìm nhau vào kỷ niệm, tình đã trọn tình như biển rộng trời cao. Mỗi lần mùa chôm chôm là anh sẽ về. Mong cho mai sau đời ta luôn có nhau như những ngày mới gặp nhau. Đưa anh sang sông vào vườn thăm trái dinh băng ruộng ghé mái đuôi non. Vườn sai trái ngọt tình mình cũng thật đậm đà, đời vui sớm chiều dù nghèo cũng thật hiền hòa. Tương lai mình như thế anh đi làm ông giáo. Anh làm ông giáo, còn em, em làm gì nè? Còn em mua dần đôi má thâm, tình đầu tiên xin gửi lại bên Long Hồ. Xin trả lời tôi bằng hai tiếng đợi giờ, hãy chờ tôi cậy người mai tôi đến tận nhà nàng với lễ vật cầu. Tình ai đó đừng như dòng nước bạc theo thủy triều mát dài về xuân. Nhìn em sao xuyến hồn tôi thương, bàn tay nhỏ thương đôi má hồng. Rồi mùa mưa năm sau cũng vào mùa chôm chôm chín rộ, khiến cho kẻ đời giờ buồn chín nhớ ai mong. Ngày lại ngày qua mỗi mắt ngóng trông khi và cặp bên bên kia bờ mây thuận. Cô gái nhỏ không son không phân, nắng tô hồng Dạ, tiếp tục chương trình xin mời bà con cô bác cùng đến với giọng hát của anh Vũ Lâm ạ. Dạ xin mời anh.
Vâng, xin chào MC rất là duyên dáng. Dạ, xin cảm ơn anh rất nhiều. Anh Lâm có thể giới thiệu với bà con cô bác là anh đến từ đâu và đang làm công việc gì được không ạ? Vâng, Vũ Lâm cũng đến từ Long An. Và công việc của anh là buôn bán. Vậy là nhóm từ Long An của mình là hình như là doanh nhân hết, kinh doanh hết? Không, không được doanh nhân đâu, mình chỉ làm ăn nhỏ lẻ thôi. Dạ, là mình làm kinh doanh hết. Vâng, vâng. Dạ, rồi chắc là mỗi buổi tối thì mình sẽ tụ tập lại để mình giao lưu với nhau, ca hát, đúng không anh? Vâng, nhóm Long An của tụi anh cũng rất là đam mê âm nhạc. Thì vẫn thường gặp gỡ mỗi ngày để trao đổi và cái đam mê của mình. Nhóm mình thì được bao nhiêu thành viên vậy anh? Nhóm của anh đông lắm. Dạ. Vậy hôm nay đến đây thì anh sẽ gửi cho bà con cô bác ở hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn bài hát gì ạ? Vâng, để đến với chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn, Vũ Lâm với ca khúc Thủ Ấy Có Em, một sáng tác nhạc sĩ Quỳnh Anh. Dạ, xin mời bà con cô bác cổ vũ cho anh một tràng vỗ tay thật lớn đi ạ. Dạ, em xin mời anh ạ. Anh yêu cuộc đời, yêu đôi môi hồng điềm nét son tươi, yêu đôi tay ngà làn má thắm tóc xanh buồn lạ lơi, nhớ em như bao thuở ấy. Thuở ấy có em anh chưa từng sầu, chưa đi âm thầm ngoài phố thâu đêm, chưa hoang mang lạnh ngoài bến vắng. Hỡi em về đâu cho đời mình thương nhớ nhau. Xa mãi ngày đi buồn không nỗi, dù một câu cho vơi nhớ, hay là chú xót nên em nghẹn lời. Mãi lầu kia thiếu chàng, cõi lòng anh thiếu vắng em, anh hay thường buồn, hay đi âm thầm ngoài ngõ không tên, hay câu nhạc tình héo hắt với tâm tư sầu đau kể từ ngày xa cách nhau. Hãy ghi câu nhạc tình héo hắt với lòng tư sầu đau kể từ ngày xa cách nhau. Vâng, Vũ Lâm xin cảm ơn rất nhiều. Dạ, xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Dạ, để thay đổi chương trình, xin mời bà con cô bác cùng đến với một giọng hát nữ ạ. Dạ, xin mời chị Vân Phụng ạ. Dạ, xin chào chị. Dạ, em xin kính chào quý bà con cô bác đang có mặt tại hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn, cũng như quý bà con cô bác đang xem trên fanpage của hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Dạ, chị Phụng ơi, không biết là chị đến từ đâu ha? Đến từ Bình Tân. Bình Tân, dạ. Bình thường chị có thường hay xem chương trình của hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn không chị? Có em.
Dạ, vậy hôm nay là lần thứ mấy chị đến đây giao lưu ạ? Đây là lần thứ nhất. Lần đầu tiên luôn. Dạ, hôm nay có rất là nhiều bà con cô bác lần đầu tiên đến giao lưu với hội quán luôn, nhưng hát đều rất là hay ạ. Vậy là không biết là bây giờ chị sẽ gửi đến bà con cô bác bài hát gì ạ? Chị sẽ gửi đến quý bà con cô bác bài trích đoạn Hớn Đế Biệt Chiêu Quân của soạn giả Viễn Châu. Dạ, xin bà con cô bác cho chị một tràng pháo tay ạ. Dạ, em mời chị ạ.